Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay Phá Thái tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Nguyễn, có một số hoa giấy và phôi giấy muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào Ngân. Dạ, em chào anh Thái, chào cô chú anh chị trên kênh Phá Thái TV. Hôm nay nhà vườn em có về một số hoa giấy cẩm thạch đỏ chú khác với cô chú, với lại một số phôi giấy rất là khủng luôn, muốn giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại của em là 0704897889, đó cũng là số Zalo. Trước tiên em xin chân thành cảm ơn quý cô chú trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ em ạ. Để không mất thời gian, em xin vào cây số 1 là một cây hoa giấy cẩm thạch chú khác với cô chú. Mình lên mẫu chiều ha. Chiều cao của nó là 50 ạ. Vú khác thì em khỏi ra tán ngang đi, tại vì tán ngang nó cũng giống như nhau. Tán ngang là 40 đó. Màu rất là đẹp quý cô anh chị. Màu cẩm thạch đỏ màu rất là đậm theo quý cô. Đỏ đậm rất là đẹp. Mỗi một chậu hoa giấy cẩm thạch đỏ này em sẽ giao lưu là 180.000 ạ. Còn hai chậu là em sẽ giao lưu là 300.000, em bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà luôn ạ. Hoa giấy thì khi gửi thì nó mất nước, nó sẽ rụng bông xíu ha quý cô chú, nhưng mà em bao sống. Màu rất là đẹp quý cô anh chị, cẩm thạch ha. Cây nguyên bản quý cô anh chị, cây rin. Cây này là cây rin nha quý cô chú, cây nguyên bản, một cây, một chậu là có 2-3 cây. 2-3 cục. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo là một cây số 1. Cây số 1 là một phôi giấy. Giấy nha quý cô chú. Phôi giấy Mỹ rất là khủng luôn. Dáng thú hồi đầu quý cô anh chị. Rất là đẹp luôn. Chiều cao là 1m1 ạ. Đây, hoa giấy này, cái phôi này rất là già hả quý cô chú. Quanh là 39. Cái phôi này rất là già, rất là khủng luôn. Phôi giấy thì nó đụng, nó chỉ chày một hai lỗ nhỏ này thì nó sẽ liền da rồi hả quý chú, không sợ. Còn mấy vết cắt này em đã ha keo rồi. Mấy vết chày nhỏ thì không thể nào tránh khỏi rồi. Lợp tay cành rất là đẹp ha. Cái phôi số 1 này em sẽ giao lưu với quý cô chú là 1,5 triệu ạ. À. Em bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà luôn. Rồi, 1 phôi triệu giấy này thì ngàn. Em bao sống luôn rồi. Nếu quý cô chú nào biết nuôi thì thôi, còn nếu không biết nuôi thì sẽ liên hệ, xin hỏi em sẽ tư vấn chỉ cách cho quý cô chú ạ. À. Mã số 2. Mã số 2 cũng cái là giống một như cái con voi ha. Chiều cao là 86 ạ. À. Quỳnh là 25. Phôi giấy này rất là khủng hả quý chú. Cái lưng rất là to quý cô anh chị em. Đế này là đế đặc luôn. Mã số 2 em sẽ giao lưu là 700.000 ạ. À. Mã số 3, mã số 3 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn. Thì đã vô cái phôi giấy này à. Nó cũ đế, nó đặc hả quý chú, con mũi mà không có đường quay, bay qua luôn á. Còn mấy vết chày thì chừng nữa nó sẽ lành lại, tại vì cái da là mình đào mình không thể nào tránh khỏi rồi. Như là mình vận chuyển đó. Chiều cao là 85. Quỳnh ở đây là 28 ạ. Mã số 3 em sẽ giao lưu là 800.000, em bao phí ship tặng nhà cho quý cô chú luôn. Đây này em đã vô chậu rồi. Mã số 4 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn. Lô này rất là lực quý cô chú. Này dáng thế rất là đẹp ha quý cô chú. Chiều cao là 80. Quỳnh là 22 ạ. À. Đế nè, đế cây nhỏ, đế cũng rất là đặc theo quý chú, con mũi không có đường bay qua luôn. Mã số 4 em xin giao lưu là 600.000 ạ. Mã số 5 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Tay cành rất là lực ha. Chiều cao là 1m ạ. Quanh ở đây là 29 ạ. Đặc biệt lô này quý cô anh chị mình chơi cái lô cao vẫn được, mà chơi bonsai vẫn được. 5 năm tuổi quý chú, nó rất là già rồi. Mã số 5 em xin giao lưu là 800.000 ạ. Em trồng cái thế như vậy, nếu mà cô chú nào giờ có thế khác đẹp hơn thì quý cô chú cứ trồng lại ha, không sao hết. Chiều cao là 1m05 ạ. Quỳnh là 30. Đế nè, rất là già, cũ đặc. Sạch đế luôn. Mã số 6 xin giao lưu là 800.000 ạ. Mã số 9 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Cái lô này dán hình thú nha quý chú. Dán nằm hình thú rất là đẹp luôn. Cụ đế to ha. Chiều cao là 1m1 ạ. Quanh là 28 ạ. Mã số 7 xin giao lưu là 600.000 ạ.
Mã số 8 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Giống như một con voi tiếp theo quý cô anh chị. Dáng thế. Cây đế rất là sạch. Chiều cao là 95 ạ. Hoành là 29 ạ. Cái lô này nó ra dáng ra hình thù hết nè quý chú. Mã số 8 em xin giao lô là 800 ngàn ạ. Mã số 9 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Cây dáng trực rất lực luôn. Tay cạnh ở trên nó to ha. Chiều cao là 90. Một thân. Quạnh đây là 28. Một thân củ đế đặc hả cô chú. Mã số 9 em xin giao luôn là 900 ngàn ạ. Mã số 10 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Một cốt luôn quý con chị. Tay cạnh nó giót lên tới trên luôn. Cái phôi này lực nha quý chú. Rất là đẹp. Chiều cao là 1m1 ạ. Quanh là 29. Mã số 10 em xin giao lô là 800 ngàn. Coi với Mỹ này em bao ship bao sống cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà luôn ha. Nếu cô chú nào không biết cách nuôi á thì liên hệ qua số giao lô em sẽ tư vấn thêm ạ. Mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo là mã số 11 ạ. Cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Chiều cao là 75. Hoành là 30 ạ. Mã số 11 em xin giao lô là 800 ngàn ạ. Mã số 12 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Tay cầm đóng rất là đẹp luôn quý cô anh chị. Này về quý cô anh chị mình có thể giật lại ghép. Chiều cao là 75 ạ. Cái lô này nó ra hình thù hết nha quý chú. Dạng thú ha. Như thú con này con kia nó nằm nó đứng. Nhìn rất là đẹp. Mã số hoành là 32 ạ. Mã số 12 em xin giao lô là 900 ngàn ạ. Mã số 13 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Chiều cao là 90. Hoành ở đây là 26 ạ. Mã số 13 em xin giao lô là 800 ngàn ạ. Em thích cái lô này là nó có cái đế nó rất là đặc heo quý cô chú. Cụ đế nó ôm mà đế rất là lực quý nó chị. Đã ra hình tượng con thú hết trơn rồi. Này là con thỏ ha. Chiều cao là 70. Hoành là 35 ạ. Giống như một con thỏ mấy nồi. Mấy vết chày này thì nhẹ mình về mình tha keo không sao hết quý, cứ từ từ nó lành lại. Tại vì khi mình vận chuyển thì nó cũng sẽ có một hai vết chày á. Mã số 14 em xin giao lưu là 1 triệu ạ. Vậy đó em báo trước để cho quý cô chú mình thông cảm á. Tại vì mình vận chuyển thì nó sẽ chạy một hai lỗ nhỏ không sao hết á. Mã số 15 cũng là một cái phôi với Mỹ khủng luôn á. Chiều cao là 1m05 ạ. Hoành là 35. Hoành là 35. Mã số 15 em xin giao lưu là 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2 là em bao phí ship tặng nhà luôn ha quý chú. Cây này rất là bự nha quý chú, khiêng không nổi luôn á, nặng. Mã số 16 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn á. Tay cành rất là to với cô chị em. Chiều cao là 1m2 ạ. Hoành là 32. Cái này nó lực là lực từ đây ra luôn hả quý chú, nó nhỏ dần chứ không phải đăng là phôi. Ở đây nó cũng bự nữa nè, chứ không phải là nó bự đây mà ở đây nó nhỏ xíu. Rất lực luôn, nó đều phôi á. Mã số 16 xin giao lưu là 1 triệu 2 ạ. Mã số 17 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Phôi bê không nổi luôn quý anh chị. Rất là nặng luôn. Tay cạnh thì nó đặt. Chiều cao là 1m05 ạ. Cái này nó già, cái này quý cô chú nó sần nó hai da luôn á. Nó sần nó già. Hoành là 34 ạ. Mã số 17 em xin giao lưu là 1 triệu 2 ạ. Mã số 18 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 95 ạ. Lô này thân nó lên xù xì luôn quý cô anh chị.
Quanh là 26 ạ. Nó già nè cô chú. Cái này là già, nó hai da. Mã số 18 em xin giao luôn là 700 ngàn ạ. 700 ngàn là em bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình tặng nhà luôn. Cây là em đã trồng sẵn hết trơn rồi, quý cô chú mình cứ về để nuôi là nó sống nha. Coi với Mỹ nó rất là dễ sống luôn. Chiều cao là 1 mét á. Mã số 19. Mã số 19. Hoành là 30. Củ đấy à, nằm dài luôn ha. Củ đấy nằm dài giống như là một con hú nó đang dương đầu ha quý cô chú. Này nó có dáng có chi hết trơn rất đẹp. Mã số 19 em xin giao luôn là 800 ngàn ạ. Mã số 20. 20 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Cây này tay cành nó rất là khéo ha, lắc. Chiều cao là 1 mét ạ. Hoành là 31 đi. Em đo hẳn thước lắm. Cái phôi này nó có một xíu vết này ha quý chú mà em đã ha keo rồi không sao. Tại vì khi trồng ở trong vườn nó chuột nó cắn. Mã số 20 em xin giao lưu là 900 ngàn ạ. Lỗi thì em đã báo lỗi cho quý cô chú trên clip hết rồi ha. Còn ngoài ra là nó không có lỗi gì nữa. Mã số 21 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 75. Hoành là 27 ạ. Rất là đẹp luôn. Mã số 21 em xin giao lưu là 700 ngàn ạ. Mã số 22 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn. Chiều cao là 90. Hoành là 28 ạ. Này, cái con này rất là già. Cái này giống như con mèo đang ngồi ha quý chú. Mã số 22 em xin giao lưu là 700 ngàn ạ. Mã số 23 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 1m2. Hoành là 26 ạ. Đế nó ôm rất là lực quý cô anh chị em. Đế này trồng đế nào cũng đế nấy rất là lực ha quý chú. Mã số 23 em xin vô là 800 ngàn ạ. Mã số 24 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 75. Hoành ở đây là 30 ạ. Để gồm đặt. Mã số 24 em xin giao lưu là 800 ngàn. Cái con nai. Nhìn cái tay cành lắc vậy giống như những cái gạt nai quý anh chị. Cái phôi này thì rất là khủng ha quý chú. Cái lưng đế, to đế nè, mỗi cái chân nó rất là to nha ha quý chú. Chứ không phải là nó nhỏ nhỏ nhỏ. Chân nó rất là to. Lô này giả hết nha quý chú. Chiều cao là 70. Hoành là 35. Mã số 25 xin giao lưu là 1 triệu ạ. Mã số 26 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Cây này giống như con thỏ ha. Chiều cao là 90. Hoành là 31 ạ. Củ đế rất là sạch và gom đặc quý của anh chị em. Mã số 26 xin giao lưu là 900 ngàn ạ. Những phôi này về em lên chậu dĩa thì rất là năng luôn. Mã số 27. Cây một cốt nha. Một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Có một cái cốt lực. Phình to nè, cái tay nè quý cô anh chị em thấy ha. Cái này 1m1 đi. Em chịu hao đó, chứ dư. Hoành là 33. Mã số 27 em xin giao lưu là 900 ngàn ạ. Mã số 28 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Một cốt giót. Tay cành lắc lưỡng ha. Chiều cao này là 1m2.
vành là 35. Cái này nó bị chạy xíu hay quý chú. Em đã hai keo rồi. Mà số 28 em xin vô luôn là 1 triệu ạ. Mà số 29 cũng là một cái voi với Mỹ luôn. Bưng không bền. Cái voi này nó rất là nặng hay quý cô chú. Bưng mà đuối luôn á. Cụ đế nó già nó đặc. Chiều cao là 1m2. Hoành là 29. Mã số 29 em xin giao lưu là 800.000 ạ. Mã số 30 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 75. Hoành là 30 ạ. Mã số 30 em xin giao lưu là 900.000 ạ. Mã số 31 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn. Chiều cao là 1m ạ. Hoành là 26. Mã số 31 em xin giao lưu là 800.000 ạ. Mã số 32 cũng là một cái phôi giấy Mỹ. Cây này cái tay cành. Cụ đế nên lực cây này quý chú, tay cành nó đóng chi chân à. Em đã cắt ra dán hết rồi. Chiều cao là 90. Hoành này to lực. Hoành là 35. Mã số 32 em xin giao lưu là 900.000 ạ. Mã số 33 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 95. Hoành là 29 nha. Ghế nè quý cô chú thấy không? Cầm ghế nè, ghế nó muốn bằng tay em luôn. Bự á. Bây giờ khiên không nổi. Mã số 33 em xin giao lưu là 800.000 ạ. Mã số 34 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn. Cây này rất là hay ha quý cô chú. Chi nè, chi đánh nè. Năm chi rất là đẹp. Chiều cao là 85. Hoành là 36. Này công rễ nào công rễ nấy, chắc là cỡ bằng cái bắp tay của em á. Cái tay của em là bằng thiệt luôn á. Bự á. Mã số 34 em xin giao lưu là 1 triệu. Cái rễ nó bự nhưng mà nó quấn rất đẹp ha cô chú, chứ không phải là rễ bự mà nó hẳn. Cái bự mà quắn lực nè cô chú thấy không, cái đế nó khích mà nó không thể nào mà có một con gì mà nó lọt qua đây được luôn, giặt liền sạch. Chiều cao là 90. Hoành là 27 ạ. Mã số 35 em xin giao lưu là 900.000 ạ. Mã số 36 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Cái cổ không mà bằng cái đùi em luôn đó quý cô chú, nó to. Chiều cao là 1m ạ. Hoành là 33. Đây nè, rất là đẹp. Mã số 36 xin giao lưu là 900.000 ạ. Mã số 37 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn. Này dễ chơi quý anh chị, muốn chơi tông cao chơi, chơi bonsai thì mình cắt. Chiều cao là 1m5. Cụ đế nó già, nó nứt da luôn. Hoành là 28 ạ. Thân lắc tại vì em cắt chi vậy, nếu cô chú này về mình thích theo, chơi theo cái kiểu của mình á thì mình cắt lại. Em cắt em chừa cao để cho quý cô chú về có chơi, thích chơi kiểu gì chơi á. Mã số 37 em xin giao lưu là 800.000. Mã số 38 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ạ. Tay cành nó lắc giống như một cái gạt nai quý con chị. Bỏ chi rất là khéo ha. Chiều cao là 1m ạ. Hoành là 29 ạ. Mã số 38 em xin giao lưu là 900.000 ạ.
Mã số 39 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Bộ đế rất là sạch. Chiều cao là 1m ạ. Hoành là 30-29 ạ. Gần 30 tính 29 với anh chị em. Mã số 39 em xin vô lô là 800.000 ạ. Mã số 40 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 1m05 ạ. Hoành ở đây là 27 ạ. Củ đế rất là sạch. Mã số 40 em xin vô lô là 800.000 ạ. Mã số 41 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Lô này tay cành nó thông quá anh chị, nghĩa là nó giót lên ha, nâng cây. Chiều cao là 1m15 ạ. Hoành là 31 ạ. Lưng chỗ này lên nu luôn quý cô anh chị. Cái này là nó già hay quý cô chú, chứ không phải là nó bị già gì nó hết á. Nó nở già, nó lớn á. Lỡ da, nứt da, hai da nè. Mã số 41 em xin vô là 900.000 ạ. Mã số 42 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Ờ, cái lô này lật ha quý cô chú. Ôm đặc ha. Chiều cao là 1m2 ạ. Hoành là 27 ạ. Cái này nó bị chuột cạp đây xíu quý cô chú, nhưng mà ha keo là không sao. Gối đặc luôn ha. Mã số 42 em xin giao lưu là 900.000. Mã số 43 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Lắc luôn quý anh chị. Cày vô thế luôn. Chiều cao là 75 ạ. Hoành là 27. Mã số 43 em xin giao lưu là 800.000 ạ. Mã số 44 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 1m ạ. Hoành là 28. Mã số 44 em xin giao lưu là 800.000 ạ. Mã số 45 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Đồ, cái phôi này lực ha quý chú. Nhìn mà mê luôn, nguyên cái co qua đây. To ha. Đẹp. Chiều cao là 70 ạ. Hoành là 30. Mã số 45 em xin giao lưu là 1 triệu ha. Mã số 46 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn. Chiều cao là 1m. Hoành là 22. Mã số 46 em xin giao lưu là 550.000 ạ. Mã số 47 cũng là một cái phôi với Mỹ. Tài cành giót luôn vậy. Chiều cao là 1m ạ. Cái này nó ra tay ra cành hết đi quý chú, ra dáng rất là đẹp. Nguyên một cái củ phình to ha. Hoành là 27 ạ. Mã số 47 em xin giao lưu là 700.000 ạ. Mã số 48 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 1m2. Hoành là 29. Nồi đế nè quý quân chị. Đế nè. Đẹp ha quý chú, đế rất là đặc. Mã số 48 em xin giao lưu là 900.000 ạ. Mã số 49 cũng là một cái phôi với Mỹ ạ. Chiều cao là 1m1 ạ. Hoành là 35. Đuôi đế đặc à, kẹo luôn. Mã số 49 em xin giao lưu là 1.100.000 ạ. Mã số 50 cũng là một cái phôi với Mỹ luôn ạ. Cành bay bay ha. Chiều cao là 75. Hoành là 28 ạ. Cây này rất là già hay quá chú. Dán thế nè.
ba lượng rất đẹp. Mã số 50 em xin giao lưu là 700 nghìn ạ. Mã số 51 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 65. Hoành là 25 ạ. Mã số 51 em xin giao lưu là 700 nghìn ạ. Mã số 52 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 80. Hoành là 34 ạ. Mã số 52 em xin giao lưu là 1 triệu ạ. Mã số 53. Trời ơi, cái pho này hả quý chú, nhìn khiên không nổi luôn nè. Đế nó đặt đây nè. Phình to. Chiều cao là 80. Hoành là 29 ạ. Mã số 53 em xin giao lưu là 1 triệu ạ. Mã số 54 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn ạ. Dạ, lên da luôn quý con chị, nứt da luôn. Chiều cao là 80. Hoành là 30 ạ. Mã số 54 em xin giao lưu là 1 triệu ạ. Mã số 55 cũng là một cái pho giấy Mỹ ạ. Đế đặc. Chiều cao là 60. Hoành là 27 ạ. Mã số 55 em xin giao lưu là 700 nghìn ạ. Mã số 56 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn ạ. Chiều cao là 70. Hoành là 22. Mã số 56 xin giao lưu là 700 nghìn ạ. Mã số 57 cũng là một cái pho giấy Mỹ ạ. Hộp cốt với luôn chị. Những cái thân nó lên nu. Chiều cao là 1m1 ạ. Hoành là 30. Mã số 57 xin giao lưu là 800 nghìn ạ. Mã số 58 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn. Chiều cao là 95 ạ. Hoành là 28. Để giống như con thú ngồi ha. Mã số 58 em xin giao lưu là 700 nghìn. Mã số 59 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn. Pho này lực nha quá chú. Thôi nó già lực, nó có chi cành, nó ra hình thú hết rồi quá chú. Rất là đẹp. Chiều cao là 95. Hoành là 31 ạ. Mã số 59 em xin giao lưu là 900 nghìn. Mã số 60 cũng là một cái pho giấy Mỹ luôn ạ. Rất là đẹp. Chiều cao là 95. Hoành là 25. Cái lô này nó ra hình dáng hết rồi, mình về chỉ việc để gì nó ra tược là mình chơi, mình ghép này kia thôi ha quý chú. Khỏi sửa nữa. Mã số 60 em xin giao lưu là 800 nghìn ạ. Mã số 61 cũng là một cái phôi giấy Mỹ. Tài cành bỏ rất là đẹp quý anh chị. Từ cây nhỏ nó đã hình thành dáng nó thôi quý chú, chứ không phải là kiên cây bự. Chiều cao là 80. Hoành là 25 ạ. Mã số 61 em xin giao lưu là 550 nghìn ạ. Mã số 61 cũng là mã số cuối cùng bên em ạ. Cuối clip em xin kính chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài ạ. Và em cảm ơn quý cô chú trong thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ em. Em chào và hẹn gặp lại. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chị ha. Hôm nay cái lô phôi này rất là lực, rất là to. Hẹn gặp lại quý cô chị vào clip tiếp theo của nhà vườn Ngân Nguyễn nha.